Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một chiếc TV Toshiba 32 inch LED. Hiện tượng của chiếc TV này là bật lên một LED chớp chớp như vậy nha. Đây, đèn báo đỏ mình cắm nguồn rồi đây. Thì mình bật LED lên. Đấy, LED chớp các bạn nhìn chưa? Vừa bật lên nó chớp LED, nó không lên màn gì cả. Đây. Mình đã làm sẵn lên để mất thời gian các bạn. Đấy. Đây lát chớp qua cái khe này các bạn này, nhìn này, bạn quan sát này. Chớp sáng. Đấy, hiện tượng chớp sáng. Đây các bạn quan sát vào cái khe này nhé. Tôi thấy hiện tượng lát chớp sáng. Đấy. Chớp sáng các bạn. Cái bệnh này thì thông thường là do LED già, ăn già thì nó sẽ xảy ra cái hiện. Thông thường thì cái bệnh này thì mình thường hút bỏ hai cái đèn này các bạn nhé. Hút bỏ hai cái đèn này. Giờ mình sẽ tiến hành hút hai cái đèn này ra. Hút hai cái đèn này ra. Thì làm xem máy sẽ chạy ok các bạn nhé. Các bạn. Một con. Ok, hai con. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành cấp điện. Giờ mình cấp điện. Mình sẽ bật nguồn lên. Đây các bạn. LED đã sáng rồi. LED sáng ok các bạn nhé. Đây. LED sáng lên phông xanh rồi đấy các bạn. Thì cái bệnh này thông thường mình làm thì nó chỉ là LED nó già, ăn dòng thì nó gây hiện tượng là ngắt LED, chớp tắt. Thì mình chỉ cần hút bỏ hai cái đèn nhí đấy thôi. Thì cái dòng Toshiba này mình làm nhiều thì nó cũng quen rồi. Mình chia sẻ chút kinh nghiệm của mình cho các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video.